Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn xem anh em thợ đi mua cây sưa đỏ Việt Nam. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Trên kênh anh Trung Nguyễn và trên mạng cộng đồng nhé. Hôm nay mình mua được một cây sưa 15 tuổi. Rất là già, nõi to đấy. Nhà bà cụ. Bây giờ bà con và các bạn, anh em chúng ta xem anh Hậu La Sầm, Mai Lĩnh, Hà Đông, Hà Nội khoan kiểm tra đo kiểm tra cây sưa đỏ này. Bây giờ anh Hậu đi mua sưa và bà con chúng ta cũng nên cho anh em thợ mua sưa để khoan kiểm tra thì mới biết nõi để mà định giá tốt nhất và gọi là bình quân 70. Vừa khoanh rồi nhỉ? 75 mới gọi bình quân 70. Bây giờ 22 mà bình quân 70 thì nhân ra cho nào. Bà khoan gì gì chỗ khoan này. Xem là nó nặng là bao nhiêu. Nó lấy cắm được cái nỗi trên cũng được cái gì thế. Nỗi cái khoan gì kia. Đấy, đến rồi đấy. Đến đi đây cái lỗ trên khoan này. Bác cái gì cái phần lỗ đâu lỗ nào nhỉ? Đấy. Đây đúng không? Đây nhá, hết sạch rồi nhá. 5 phân. Mấy phân? 5 phân. 5 phân. Đúng mẹ chưa được 5 phân này này. Thì gọi 5 phân còn bự kia bình quân 5 phân. Là 5 phân. Mọi cái nỗi đâu nỗi nào đấy nỗi à? Đấy màu đấy đây đỏ chưa đỏ khoan cái dễ này khác khoan đây chỗ này à đấy đấy nó to lắm ấy, nó đen xì này, ấy nè, nó đen xì, nhìn nhân ra nào bao nhiêu, bọn nó nhân giỏi, quan mé bên này khác nữa, quan đéo cho nó nhân mút kì bè, sợ đéo thế. Đấy, toàn nõi nhá. Này, nhân 4,5. 70 mà nhân 2 mét. 70 nhân 2 mét. 5 phân. Nhân để tôi tính cho các bạn xem này. Vanh 70 mà chia cho 3,14 thì sẽ ra là 22,2. Tức là đường kính cây này là 22 phân đường kính mà khoan 5 thì trừ đi 2 lần 5 là trừ đi 10 thì 22 trừ đi 10 còn 12. Cây này là nõi là 12. Thế nõi 12 mà chiều dài cây này nó vào 2m đến 2m2. Thì cây này tôi tính ra là nó tầm 30 cân, hơn 30 cân. Hơn 30 cân nõi thôi. Rất là già, nõi to đấy. Nhà bà cụ. Hôm nay mình như thể rỗi là mấy clip này mình vừa chặt, cho anh em chặt xong rồi. Đấy. Nhà bà cụ này có 2 cây nhưng mà nó dày quá. Cụ bán đỡ 1 cây. Cái này ngắn nhưng mà rất là to. Xin chào tất cả mọi người yêu quý đến Hậu La Sầm nhá. Các bạn là mình hay làm mấy clip để đăng lên kênh của anh Trung Nguyễn
Mời các bạn nếu thích kênh này các bạn cứ dí một nút đăng ký sẽ nhận được nhiều video mới. Mình sẽ đi đôn đảo các cây sưa đỏ, gỗ sưa đỏ. Mặc dù trong quá trình giá sưa lúc này nó tụt dốc nhưng mà nói chung là vẫn to là vẫn bán được. Xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ mình sẽ làm cái thao tác, mình sẽ kiểm tra bằng cái máy khoan này. Để cho các bạn xem là cái độ lõi nó to được bao nhiêu và nó được bao nhiêu cân lõi à, nha. Thế bây giờ mình cho mọi người xem đây. Đấy, đấy này, nói rất đỏ này. Đấy, cái này rất là lông. Cây này đã đánh đổ rồi, đã nằm trong đây rồi. Đây anh Hậu lại tiếp tục kiểm tra lại. Vẫn cây đấy đánh đổ, hai anh em thợ đánh đổ xuống rồi. Đây, dễ chổng ngược lên. Đang kiểm tra lại. Đấy, nói đấy. Thôi cái này nó bé, nó ngắn thì thôi mình làm cái clip nó cũng ngắn thôi. Đây, xin chúc mọi người có một ngày lao động công việc vui vẻ. Nhà bà cụ này rất là nhiều xưa các bạn, khắp nhà luôn, cả dưới bãi. Nếu các bạn yêu đến Hậu La Sầm thì cứ đăng ký cho một kênh, mỗi ngày mình ra một cách một hai ngày là mình ra một cái video mới để chúng ta cùng khám phá nhé. Nghỉ uống nước đã. Hello. Cây này vừa nãy nói là dài 2m, 2m2. 2m2 thì cây này được tầm trên 30 cân. Mấy năm trước là giữa Việt Nam với Trung Quốc là nó vẫn là có cái điều kiện thông thương cửa khẩu. Thế gỗ xưa nói chung là nó có cái phần bán nó xôn xẻo hơn. Rồi gần đây là coi như là cửa khẩu nó đóng. Thế mà đường tiểu ngạch đi thì nó làm hàng rào sắt hết rồi. Thế bây giờ gỗ thưa xưa là bây giờ anh Hậu trình bày đến đây là hết. Bà con và các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.